Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino, Chelsea tự tin đối mặt với thách thức của mùa giải mới. Dù đội bóng đang trải qua giai đoạn chuyển đổi quan trọng, thành tích thấp nhất của The Blue tại Premier League từ mùa năm 1993 năm 94 đã gây ra sự quan ngại, nhưng huấn luyện viên Pochettino đã thể hiện sự tự tin và khả năng thích ứng của ông trong việc tái cấu trúc đội hình. Mùa giải trước, Chelsea đã thực hiện một cuộc cải tổ đáng kể, đưa vào đội hình 15 cầu thủ mới, tạo nên bất ổn và sự thay đổi trong cơ cấu đội hình. Sự thay đổi không chỉ ở phần cầu thủ, mà cả việc thay đổi huấn luyện viên, từ Thomas Tuchel đến Graham Potter và Frank Lampard đã mang đến nhiều ý tưởng chiến thuật khác nhau. Huấn luyện viên Pochettino đã được bổ nhiệm để đảm nhận vai trò người điều hành tại Stamford Bridge, từ việc giữ chân những cầu thủ trụ cột như Mason Mount, Cesar Azpilicueta, N'Golo Kante cho đến việc đưa vào đội hình những tài năng trẻ và các tân binh như Christopher Nkanku, Nicola Jackson, Robert Sanchez. Huấn luyện viên Pochettino đang đối diện với một thách thức lớn trong việc gắn kết và phát triển đội bóng. Trước trận mở màn mùa giải với Liverpool, huấn luyện viên Pochettino đã chia sẻ, Cả Chelsea và Liverpool đều đang trải qua quá trình thay đổi, nhưng quá trình của Chelsea đang diễn ra mạnh mẽ hơn. Dù tôi mới đến đây và Klopp đã dẫn dắt Liverpool trong suốt 7 năm, sự thay đổi của chúng ta có thể dự đoán và đối mặt với nó. Chúng ta phải đối diện với những vấn đề mới. Pochettino tiếp tục nhấn mạnh tinh thần và sự tự tin của Chelsea, dù đang trong giai đoạn chuyển đổi, chúng ta vẫn là Chelsea với lịch sử về những chiến thắng. Sự kỳ vọng vẫn không thay đổi, chúng ta vẫn phải đặt ra mục tiêu giành chiến thắng và sẵn sàng đối mặt với Liverpool, bất kể tình hình chuyển đổi mà chúng ta đang trải qua sự tự tin của huấn luyện viên pochettino và tinh thần quyết tâm của chelsea đang gợi lên hy vọng trong cộng đồng hâm mộ rằng dù trong giai đoạn tái cấu trúc chelsea vẫn có thể duy trì sức mạnh và đạt được thành công trong mùa giải mới